Có cái bà kia bà nói nghe, thầy biết không, lúc trước con chưa đến chùa thầy, thầy biết con tính tình sao? Như Đức nói không biết. Thật chưa nói sao biết. Tự nhiên hỏi người ta chưa chứ hỏi biết không. Không. Sao bà tính tình sao? Bà nói con hung dữ, đừng có nói nữa thầy. Sáng ngủ thức dậy là thầy biết con mở hàng sáng sớm. Là mở hàng gì không? Như Đức nói mở hàng gì? Nói chữ. Con chữ chồng con, đừng có nói nữa, con chữ luôn cả bên nội bên ngoại, con chữ hết. Cả con chữ bên dòng họ con luôn. Trời, bà chữ gì thấy ớn này. Vậy bà chữ bên nội thôi, bà chữ luôn bên bà. Bà gì đâu mà chơi phong phú gì. Chữ chữ hai bên luôn à, chữ hai bên luôn. Con chữ sáng con chữ chập, trưa con chữ chập, chiều con chữ chập, tối chữ chập. Nói gì bà cũng tu bốn thờ còn gì. Chùa tu bốn thờ, bà cũng làm bốn thờ còn gì nữa. Bà nói thầy ô là thầy, chữ viết quen tặc, đụng ai cũng chữ. Mà cái số con không bị ai quýnh. Chữ người ta mà sao không ai dám đánh. Nói tôi nhìn cái mặt mà tôi còn sợ đứa kia người ta. Cái mặt kia mà hung dữ thì ghê. Con mắt gì nó lòi vô bánh xe quay vòng vòng. Bởi vì con mắt gì mà như bánh xe quay vòng 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 vòng. Bà mà câu môi câu mỏ rồi bà chữ con mắt mà quay vòng vòng kiểu đó. Cái mặt những đứa cung hung dữ mà gặp bà những đứa thấy còn bị lép. Sợ bà luôn. Mà sao bây giờ bà nói đi, rồi hồi xưa bà dữ dằn vậy bây giờ bà làm sao à? Bà nói thầy ô bây giờ con hiền, đừng cứ nói nữa. Có nghĩa là hồi đó con chữ bốn thờ, bây giờ thật sự với thầy là con lễ Phật bốn thờ một ngày. Xong bà nói nè, bây giờ thầy thử thầy chữ con đi, con không trả lời một câu. Những đứa nói ngu gì chữ. Chỉ có ngu mới đi chữ người ta. Hiểu chưa? Vì mình ngu mình chữ người ta để mình tổn duyên tổn phước của mình. Bà hồi xưa bà chưa biết đạo, bà ngu quá nên bà mới chữ người ta. Nói câu này những người mà chữ người ta nên suy nghĩ lại. Tôi không có nói với vị mà tôi nói cái người nào mà chữ người ta là dại quá, ngu quá. Tại vì mình chửi người ta mình sẽ bị tổn duyên tổn phước ghê lắm quý vị ô. Thấy chưa? Vui vẻ không vui vẻ? Ai gịch y vậy? Ai gịch y tôi? Ấy. Thấy chưa? Nên á mình á mỗi ngày vui vẻ đặc biệt đi chửi người ta làm chi? Chia sẻ gì thôi đó mà mấy cái bà hung dữ hiền lạ không? Mới đây nè, chủ nhật buổi chiều có gia đình đến nói sanh hai đứa con gái, một đứa 11 tuổi, đứa 9 tuổi. Nó có một cái bệnh cực kỳ lạ là chuyên gia nút móng tay và bẻ bứt tóc. Kỳ không? Tóc nó mà nó bứt chuỗi một bên luôn. Nó bứt rụng nguyên một bên tóc, chuỗi lũi luôn. Từ khi gia đình nghe nhà Đức giảng pháp và hai đứa bé nhỏ này cùng ngồi nghe với mẹ, 3 tháng nay nó nghe đúng 1 tháng thôi, mẹ nó nói nó một câu gì nè: thầy Đức vừa mới gọi cho mẹ, thầy Đức vừa gọi cho mẹ nói rằng con mà nút móng tay và bứt tóc thầy không thương con nữa, mà con nút móng tay là móng tay con sẽ thành sâu và con sẽ nút con sâu nó vô bụng. Nói đúng một câu vậy thôi. Mẹ nó nói 2 tháng nay bỏ luôn. Kinh khủng không? Mà nó lên nó gặp như đứa nó mừng lắm quý vị ơi, ngộ ghê á. Thì đây từ những bài pháp đơn giản vui vậy thôi. Như cái câu nãy như Đức nói, cái bà hung dữ bà chữ một ngày 4 thờ. Bà chữ một ngày 4 thờ vì nghĩ đi. Những Đức nói tôi lại bà chữ ở đâu mà một ngày bà chữ 4 thờ hay vậy? Mà có đổi văn tự không? Bà nói là đổi xuyên suốt luôn, một ngày chữ 4 thờ đổi xuyên suốt văn tự. Nó ồ cái văn tự chữ nó mấy câu thôi mà sao bà đổi được hay? Bà nói con lộn ngược lại.
Thí dụ cái giờ này là con chữ ông nội thì giờ sau con chữ ông cố. Con lộn lại. Ủa bộ bà chữ của bà cũng có ghi ra sổ nữa. Bà nói là con ghi ra bốn thờ rõ ràng để con chữ nó không bị trùng lập. Nó trời, chữ mà còn kinh nghiệm ghê. Vậy mà bao nhiêu năm chữ mà nghe những đức giảng mà hết chữ. Bà nói chỉ đúng nghe những đức giảng bà cười thôi. Bà chỉ có cười thôi mà cuối cùng bà lại nghĩ chữ. Đặc biệt không? Quý vị ơi, trong tâm của mình á, nó u uất thì nó gặp ai nó cũng muốn chửi người ta. Quý vị coi phải không, là khi mình bực bội là mình nhìn ai mình cũng thấy bực bội chứ á. Mà khi mình đã bực bội mà ai mà trước mặt mình mà cười mình nói nè, cười gì? Mình đã bực bội rồi mình nhìn ai mà cười với mình nó cười gì? Mình nói ôi sao vô duyên. Cười gãy tôi tự nhiên cười, hỏi cười gì? Thì cười chứ cười gì? Tôi quýnh bây giờ. Thì coi tới kinh khủng không? Mà vậy mà những đức làm cho người ta cười mà nó đột phá cái tâm phiền não ra. Nó đột phá cái tâm u uất ra, nó cỡ mở tâm tư ra, nó cỡ chùi lủi hết luôn. Thì bị coi, phiền não đâu có. Thì đã nó cỡ sạch nhách ra rồi. Thì còn gì nữa đâu? Thì lúc đó an lạc vui vẻ thì tự nhiên hết chữ. Và khi hết chữ rồi thì thấy ủa sao mà nó an lạc dữ vậy, thì mang tâm cảm ơn. Mà mang tâm cảm ơn thì tiếp tục nghe những đức giảng nữa, thì nghe những đức giảng viết thì nghĩ chữ luôn, thì cuối cùng trở thành Phật tử tu hành. Thấy hay không? Cực kỳ hay luôn, rất đơn giản. Không, nhưng mà quý vị nhớ, làm cho người ta vui không dễ đâu quý vị. Quý vị phải có một cái nguồn năng lượng gì đặc biệt lắm, và có một duyên phước gì kỳ cục lắm. Quý vị ơi, kích mà người ta cười là không dễ. Mình mà kích mà người ta không cười là nó ngược lại, mình đơ. Tại vì mình đuối dịch mù luôn, nó vẫn không cười. Bây giờ mình nói mà mong cho người ta vui thì nó không có vui. Mà mình nói bằng một cái tâm an lạc tự nhiên của mình phát ra thì tự nhiên người ta lại an lạc và vui vẻ. À, nên cái cách nói như thế rất đơn giản, nó không phải là mong muốn cho người ta phải cười hay cho chọc cho người ta cười, không phải. Mà cách nói nó rất đơn giản rồi nó hiện một cái mặt lạ kỳ. Không, nhìn cái mặt là người ta thấy mắc cười rồi. À, nó không phải nhìn cái gì lạ kỳ lắm. Có bà cô kia nói rằng con nhìn thầy con chịu không nổi. Ủa có gì đâu mà chịu không nổi. Bà nhìn tôi, bà nhìn tôi thôi chứ tôi có làm gì bà đâu mà chịu không nổi. Chị nói vậy thôi đó mà mấy bà vui. Bà nói là nhìn mình chịu không nổi là vì sao chịu không nổi, là bà nói là nhìn là phải cười, không thể nào kìm được. Các vị biết rằng á, những đứa đi vô nhà bếp, những đứa nấu ăn đó, những đứa đâu có nói chuyện gì đâu. Những đứa chỉ có đi vòng vòng, đứng đi vòng vòng, gặp nhìn nhìn, đi vòng vòng vậy thôi mà mấy cô ai chịu không nổi cười. Lạ kỳ, nhìn cái mặt là mắc cười rồi. Biết sao á. Bởi vì quý vị ơi, trong cuộc đời chúng ta nên trao trái ngọt cho nhau, đúng không quý vị? Không. Đừng nên trao trái đắng cho nhau, đoạn duyên đoạn phước. Mình là đệ tử Phật A Di Đà, mà Đức Phật A Di Đà còn một danh hiệu là một vị Phật vui vẻ, một vị Phật an lạc. Mà mình niệm Phật mà không vui vẻ an lạc vậy thì không phải là đệ tử của Phật A Di Đà. Thấy không? Bây giờ mình cũng còn hô. Tại vì hô nó là cái căn bản của mình đi đến với cuộc đời này rồi. Nói dễ thương đi đâu. Hô là một cái căn bản của mình đi đến cuộc đời này để làm người. Mà từ khi còn nhỏ nó hô dữ lắm, mà lớn lên nó càng hô. Mà từ lúc 17, 18 tuổi thì nó cũng càng hô. Năm tới 27, 28 tuổi nó cũng hô. Đi vô chùa tu một năm đầu nó càng hô. Nó ốm. Vậy mà kiên nhẫn niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, mà bây giờ hô duyên.
Bữa đó có cái bồ cô Phật tử của quý mến thì quá nói chuyện mới đưa cái mặt sát cái miệng mình. Mặt đưa sát cái miệng. Xong thì Đức nói bà tránh ra chỗ khác. Bà nhìn cái miệng tôi chưa? Cái mỏ cho quét mà đưa cái mặt bà kế cái miệng tôi. Bà khiến nó cắn cái mỏ bà hả? Chàng ơi, cái mỏ nhọn quét mà còn đưa cái mặt kế bên cái miệng chi hả? Xích ra. Thấy chưa? Bởi vì mỗi lần mà nấu ăn chung với cô đi ngang là phải đi xa. Tại vì sao? Vì mỏ nhọn quá đi gần bá vô mặt người ta nói mình dư. Ghê gớm vậy. Vậy đâu mà. Đó vậy đó quý vị ơi, mà niệm Phật giết mà tự nhiên hô duyên nha quý vị. Bởi hồi xưa vô ngôi chùa mà nghe vị thầy nói câu này bây giờ thấy hay. Người niệm Phật á, lé thì đẹp theo lé, mà lùn thì đẹp theo lùn, hô thì đẹp theo hô, mà si cầu que đẹp theo si cầu que. Không, chỉ cần chăng thật niệm câu Phật hiệu là mỗi một con người trong cuộc đời này tự phát duyên phát phước à, mà nó giúp cho vị bình an ngộ lắm, rất bình an, rồi thêm nữa là mình rất bình tĩnh. Cái đặc biệt quý vị là người niệm Phật, quý vị phải bình tĩnh khi gặp sự cố trong cuộc đời. Người bệnh, người gần chết phải bình tĩnh, mình phải bình tĩnh. Vì người ta bệnh, người ta gần chết mà mình không bình tĩnh sao mình giúp người ta? Người ta đã bệnh, người ta gần chết rồi mình còn hối hả, mình làm cho người ta sợ hãi, không khác nào mình đẩy nó vô con đường dễ chết. Coi coi có nói như Đức nói thầy ơi, bởi vì con mà không nghe thầy giảng đúng là nguy hiểm. Hồi xưa mẹ con chưa có chết thầy, mà bà mệt thôi. Vậy mà mấy đứa con lỡ thầy, tự nhiên nó gịch bà, nó lắm nắm tay lắm chân nó gịch bà. Còn chính con là thầy, con bóp cổ mẹ con. Tại vì con hối hả, con không biết làm chứ á. Thì con lỡ con kêu mẹ con đừng chết, con lấy tay con bóp họng bà. Cuối cùng bà thở có được, bà trợn trắng mắt, bà chết queo luôn thầy. Vì thấy không, khi một con người mà không bình tĩnh sẽ tác hại cực kỳ lớn. Mà khi một con người không bình tĩnh, đội nón trên đầu mà đi kiếm nón ở đâu? Vì tin đâu, có cái bà này bà kể như Đức nghe, bà nói là chỉ có thầy con mới kể. Mà khi cô kể cho thầy nghe rồi, tiếng nói thầy không được kể cho ai nghe. Những Đức nói cô cứ kể đi, không bao giờ nói cho một người nào nghe, chỉ nói cho đại chúng nghe thôi, không nói riêng ai nghe hết. Mình hứa đúng lời luôn, chưa bao giờ nói cho riêng một cô nào nghe, mà hôm nay nói cho cả đại chúng nghe. Bà nói thầy biết á, con có một lần con lu bu công chuyện, con gấp gáp, con chạy lăn xăng, cuối cùng mình mãi dơ quá, khách đến nhà thầy biết á, chạy vô thay đồ, bận cái áo đồ xong hết trơn, bận quần nhỏ xong luôn, cuối cùng quên bận quần dài. Chạy ra ông chồng nói bà điên vô. Tại vì sao thầy biết không, chỉ có cái áo mà không có cái quần, mà con hấp tấp, con gấp gáp, cuối cùng con quên bạn quần chạy ra luôn. Thấy kinh không quý vị, thấy chưa? Vậy thì một con người niệm Phật mà nếu mà quý vị mà lúng túng gặp sự việc gì sợ hãi lo âu là quý vị sẽ quên câu Phật hiệu, sẽ quên câu Phật hiệu. Vì bình tĩnh nó mới phát sinh trí tuệ. Có người ta nói là tu định. Định là gì? Là bình tĩnh đó. Định là bình tĩnh trong cảnh viên loạn động. Khi lửa cháy đến nơi, chúng ta đã biết mình sắp chết rồi thì không chạy nữa mà ngồi đó niệm Phật, để Phật rước mình đi về cực lạc trước, rồi cái thân này lửa muốn cháy cháy đi. Hiểu không? Còn khi mà nước mà dập mình, dập mình, mình thấy cái mồi không ai cứu mình rồi, thì lúc đó mình niệm vài câu Phật hiệu, mình thả tàu, mình niệm Phật. Biết thả tàu không? Thua. Lội mà còn không biết nữa sao biết thả tàu. Thả tàu là sao? Là đưa cái mặt lên trời, giang hai cái tay ra. Lúc đó mình biết đâu ai cứu mình ở đâu, thì mình A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Thì lúc đó Phật rước mình rồi. Còn cái thân của mình thì nó muốn chìm đi đâu nó chìm. Đó gọi là định trong lúc động. Nó quan trọng đó nghe. Còn lúc mình ngồi trên chiếc xe 50 chỗ, tài xế nó hồi tối nó mệt quá, chạy cả đêm, đi đến một cái đèo, mà đèo đó là cao quá nên sương mù nó bao phủ. Này là giả thiết nha, giả thiết.
thì nó chạy vô 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 vô, nó đến cái cua quẹo, đúng là phải cua gì mà nó không cua, nó chạy thẳng. Có mà, có mà quý vị, thẳng luôn, nó bay qua cái cua, nó lọt xuống đèo. Trong thời gian lọt xuống đèo, ai cũng bị lăn tròn ở trong cái xe. Ta nằm trong đó, nằm im, bám vô cái ghế im gu. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Đó, thì lúc đó chưa gớt xuống đèo mà Phật A-di-đà đã dùng quang minh phổ chiếu tiếp dẫn mình về Cực Lạc trước. Chị nhớ nghe, Phật A-di-đà ngài có một cái công năng đặc biệt nha quý vị. Nên quý vị đọc cái bài kệ quý vị nghe đó, trong một sát na là lìa ngũ trược rồi. Ngài tiếp dẫn, trong một sát na lìa ngũ trược, phảnh tay co duỗi đã đến liên trì. Thấy chưa? Đó, phảnh tay thôi, co duỗi thôi, đã đến liên trì. Hay không? Nó còn nhanh hơn là bấm tim nữa. Thấy không? Nên từ nơi đó phải bình tĩnh trong khi kiếp nạn nhân sinh này đến với mình. Tại vì mỗi một con người chúng ta sống trong quả địa cầu này, Phật đã nói rằng cái cõi này chúng ta sống cũng như là một cái căn nhà lửa mà gọi là của tam giới khổ đau. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới đều khổ. Nên chúng ta mỗi người niệm Phật gặp sự cố phải bình tĩnh. Để Phật A Di Đà ngày tiếp dẫn mình đi trước thì cái khổ đau của thân thể không có. Còn lúc đó mà mình kêu cứu cứu thì nó chết, nó không được vãng sanh. Là khổ dữ lắm, nghe không? Phải bình tĩnh. Đó, còn ví dụ như đất mà nó nứt ra, nó sụp xuống. Ví dụ như ngôi chùa mình đang gì tự nhiên đất nó nứt ra, ai biết được cái cõi này. Phật nói là thành trụ ngoại không mà, tự nhiên nứt ra, sụp xuống đè chúng ta nằm ở dưới đó. Chúng ta ai là người bình tĩnh thì niệm có vật hiệu Phật phóng quang, quý vị khỏi cần lo. Là bao nhiêu con người đè lên người quý vị khỏi cần lo. Phật thấy rõ ràng con người đó đang niệm Phật được, Phật phóng quang. Mà Phật phóng quang không phải Phật đến phóng quang, mà là bổn nguyện của Phật là ngay con người niệm Phật đó. Nên con người đó niệm Phật là bất cứ ở nơi nào thì tự nhiên cả bổn nguyện Đức Phật phóng quang tiếp dẫn chúng sanh về Cực Lạc. Hay không? Hãy tin. Đối với pháp môn tịnh độ này nè, phải lòng tin kiên cố. Đừng bao giờ cho rằng những người đó tu mấy chục năm mà bỏ cuộc, hoặc là tu nhiều vậy mà chết khổ đau. Giảng sanh nó có thượng trung hạ. Có những người giảng sanh tự tại, có những người giảng sanh te tua, có những người giảng sanh đủ cách, có những người giảng sanh bị tai nạn, có những người giảng sanh bị xe đụng, có những người giảng sanh bị nước trôi, lửa cháy, đất sụp. Giảng sanh đa dạng vì sao? Nghiệp duyên khác nhau, giảng sanh khác nhau. Quan trọng phải không? Cực kỳ quan trọng luôn. Đó. Nên những đức nói với vị nghe, cơ thể mình mà hôi hám chỉ cần an lạc vui vẻ, ăn chay niệm Phật từ từ đỡ hôi. Cứ tin đi, đỡ hôi liền. Còn quý vị mà nóng nảy sân si câu có bù phiền, nó hôi rinh. Mồ hôi nó hôi dữ lắm vì nó thành độc. Còn mình vui vẻ nó giải độc. Nó cái cách mà dẫn dắt Phật pháp và những đức chia sẻ, đợi vị thấy không? Gần tới kết cuộc là nó đi vào trọng tâm không đó, để ý đi. Gần tới kết cuộc là đi vào trọng tâm để kết luận đó. Nó nên mình phải để ý với một tình độ này thù thắng. Nên muốn bán khổ thì bằng cách nào? Nhớ Phật, niệm Phật. Chứ sao? Thấy không? Phương pháp hữu hiệu đó, nghe pháp này hay lắm á. Nó nên đó, phá thai, chồng bỏ, vợ bỏ, con bỏ, sự cố gì, mắc của gì, cứ niệm Phật đi. Chân thật mà niệm Phật, mà tin Phật niệm đi quý vị, không có sao đâu. Rồi mọi việc cũng sẽ qua thôi. Mắt đã mắt rồi, có chữ nó cũng nó lấy mắt tiêu rồi. Có cái bà kia mới nói hồi đó con ngu lắm thầy, mỗi lần mà ăn trộm lấy của con đứng con chữ ông sơ ông sợ ông sợ nó con chữ quá trời chữ luôn. Mà cuối cùng đó có đem trả con gì chứ, mà chữ xong đi vô uống thuốc. Vì nhớ cái bị chữ xong bị bệnh liền đó, tim mạch đồ này kia nó bị vỡ nát. Là lúc đó là bắt đầu là quý vị đi uống thuốc. Thí dụ như mình mà mắc gỗ xong mình im gu, cái này cũng hay lắm. Hoặc là mình
mình cư. Hỏi bị gì, bị gì cư với à? Mắc hết trơn tiền rồi. Hỏi, ồ bộ bà sản hả? Mắc hết trơn tiền mà bà cư dữ vậy cái này. Thì mắc hết trơn tiền rồi mới cư. Thì mắc cái đó còn cái này. Còn bây giờ mà mắc tiền rồi mà không cười mà chữ nó thì mắc hết trơn luôn à. Nghe có lý đúng không quý vị? Có lý mà. Nó hay lắm. Bữa nay nghe, hồi chiều ăn mì sợ cụ đói bụng nên mua cho cụ thêm một ổ bánh mì và một hộp sữa. Chia sẻ bài pháp xong, chúng ta mỗi người một hộp sữa, một ổ bánh mì. Ôi, ổ bánh mì này nó không phải đơn giản, nó ngon lắm. Nó mềm, thiệt là mềm nha. Thứ bảy tuần này nghe, tôi nói với thứ bảy tuần này báo tin cho Phật tử biết đó. Tôi đang chuẩn bị một món đồ ăn đặc biệt buổi chiều. Món đồ ăn này từ đó giờ chưa làm trước công chúng ngày thứ bảy lần nào. Khoan hả, nói món gì đừng có hỏi món gì, đến đi rồi sẽ biết. Sẽ nấu món đồ ăn mà chàng ơi, mà khi tôi nấu thì tôi đứng tôi nấu ngay cái món đồ ăn nghe cho quý vị biết nghe. Thấy không, trước khi tôi nấu nghe rồi tôi lợ ngay cái thao đồ ăn chưa nấu tôi làm nè. Tôi miếng giặt tùm lum. Hiểu chưa? Xong tôi gia trì. Nói rằng nguyện cầu à, nấu cái món đồ ăn này à, chú quý Phật ta tử à, về chùa à, ăn món đồ ăn ở đây. Bao nhiêu bệnh tình điệu tiêu à, trừ phiền não tham sân si tự biến à, mất. Ghê chưa? Phải tâm quyết lắm đó quý vị ơi. Quá tâm quyết. Mà hỏi mấy cô đi, mấy cô nói là trò tội nghiệp thầy. Mỗi lần thầy chiên sườn ngày chủ nhật ăn thứ bảy ăn là thầy vô là thầy thổi lia thổi liệt. Không biết thầy lâm nhẩm cái gì dữ lắm. Giá trị quý vị, quý vị. Cái tâm mà cầu nguyện cho người ta ăn món đồ ăn thành mỹ vị quý vị. Phải có tâm đó đó nghe. Xong quý vị biết là nấu một nồi chè à, từng thứ bảy này tiếp tục nấu một nồi chè. Chè gì? Bữa đó đến là gọi sẽ biết. Đúng không? Nên từ hôm nay mà mỗi từ thứ bảy chủ nhật nghe, không đi đến chùa ăn cơm là thiệt thòi gán chịu. Thiệt thòi. Thấy không? Thì thấy không, ăn cơm mà còn rủ người ta bằng cái tâm đó đó. Bởi vì ai mà không thích đến chùa. Có khi mà người ta hiểu người ta ngồi ở một cái nơi nào đó, người ta sẽ rơi nước mắt cái đó. Đúng không? Cảm động quý vị. Thầy không mời mình ăn cơm nước mà không nấu ăn cho mình ăn, mà không còn nói những điều mà làm cho mình vui vẻ hoan hỷ mình về ăn cơm. Chứ đâu phải là nói ăn cơm mà một phần ăn tính bao nhiêu tiền đâu chàng. Những đứa đâu có bán cơm đâu. Đâu bán cơm mà mời người ta ăn cơm không đó, mà mời một cái cách mà nọ. Còn quý vị biết mà những đứa đứng mà những đứa xào quý vị, những đứa xào á. A ha a di đà Phật. Bởi vì Phật tử mà lúc này người ta nói người ta về ăn cơm thứ bảy nghe, sáng chủ nhật người ta vui người ta ăn lạc, mà cả đêm chủ cái đêm thứ bảy đó người ta ngủ đó, sáng chủ nhật đó người ta nói người ta ngủ nó ngon mà chàng ô gì đâu mà. Đặc biệt. À, chúng ta sống trong cuộc đời này quá nhiều phương diện khổ đưa đến.
Nên nghe nói đến cái việc mà phương pháp hóa giải khổ đau thì ai cũng muốn nghe. Nhưng nếu bản thân những đức mà tu học mà không hóa giải được khổ đau một phần rất nhiều thì bài chia sẻ Phật pháp này mình không dám nói. Nếu như mỗi ngày những đức mà sân si sằng sộ, rồi đi đâu cũng chu mỏ bậm môi, vậy thì làm sao mà chia sẻ bài pháp phương pháp hóa giải khổ đau quý vị? À. Và người trong chùa mình sống nặng nề buồn phiền, rồi âu sầu, điên khùng tùm lum, vậy thì làm sao nói phương pháp hóa giải khổ đau? Ví dụ như chùa mình sống rất là đông người mà vui vẻ hoan hỷ như thế, quay phim lên thấy ai mặt mày cũng rạng rỡ, vui vẻ, thì mới có thể nói là phương pháp hóa giải khổ đau. Trong khi bao nhiêu việc làm nhiều việc vậy, lo cho nhiều người mà vẫn có niềm vui, cái này mới là cái hay. Nên cái câu chuyện mà một cái người mà khổ đau đến chùa gặp ông thầy, nói thầy ơi thầy, cuộc đời con nó khổ quá thầy ơi, có cách gì giải cho con hết khổ được không thầy? Thì ông thầy không nói, sao cô không đem cái khổ đó cô bán nó đi? Thì cái bà này bà suy nghĩ, ủa khổ sao bán? Mày bị nhớ, cái khổ đau là do chúng ta để ở trong tâm, nó quay nhiều quẩn hoài, giống như một cái mũi tên đã trúng mà mình không tìm cách để nhổ mũi tên này ra, mà mình lại tiếp tục cho tên bắn trúng nữa. Đã là một mũi tên nó đau rồi thì trúng thêm mũi nó càng đau, trúng thêm mũi nó càng đau, trúng nhiều mũi thì nó càng đau. Mà Phật pháp á, là giúp cho chúng ta có đủ năng lực, có bản lãnh để mà chúng ta rút một cái mũi tên đã bị trúng. Ví dụ như mình đi có cái thằng nào chơi ác đạn dương cung lên mà nó nhắm ngay cái mông mình, nó bắt quý vị đau cỡ nào chưa? Mũi cung mà mũi tên mà nó bắn ngay cái mông mình, quý vị nghĩ đau cỡ nào? Vậy mà mình tóc mình chạy về nhà mình chữ, cứ đứng mình chữ hoài, đứng mình chữ cái thằng nào mà ác ôm ác đức lấy cung bắn vào mông bà, mình chữ xuyên suốt luôn. Thì quý vị coi, quý vị ngồi đó bị chữ mũi tên nó có văng ra không? Mà đúng ra mình phải khôn ngoan, mình phải bình tĩnh, nó trúng đã trúng rồi, bây giờ mình chữ nó, giờ biết chữ thằng nào mình chữ thì mình nghe. Đúng ra bình tĩnh thì mình rút mũi tên ra, mình chữa trị đi, đứng đó mà lo chữ, mũi tên nó càng ngấm ngầm sự đau đớn vào xương tủy của mình. Mà gặp mà mũi tên mà nó còn ốp chất độc vào thì độc dược này từ cái đít mình mà nó chạy đều ra cơ thể. Đúng ra mình rút ra là rồi giải quyết vấn đề đúng không? Còn cái này mình để đó, mình đứng mình chữ, rồi độc nó phát tán cơ thể. Rồi mình lỡ bác sĩ mà hỏi bác sĩ ơi, thằng nào ác nhân ác đức nó bắn con ngay cái mộc, nghe không? Bây giờ bác sĩ trị giùm cho con. Bác sĩ lỡ coi, bác sĩ nói phải chi, hồi nãy lỡ bác sĩ liền thì giải quyết xong, nhưng do trễ quá nên độc đã đi vào xương tủy, bác sĩ đành bo tay. Lỗi lầm là do mình không chịu bình tĩnh.
Nên Phật pháp là dạy chúng ta khi bị một cái buồn khổ thì chúng ta phải làm sao để đem nó ra càng sớm càng tốt, đừng để trong tâm lâu. Nên phương pháp mà hóa giải khổ đau là chúng ta phải có một cách để đối trị. Tại vì cái khổ đau nếu mình cứ nghĩ nó thì nó càng tăng khổ chứ không thể nào hết khổ. Nhưng mà ông thầy ông chỉ mình là nhớ cái khác để quên khổ. Giống như có nhiều người ngoài đời, người ta buồn khổ người ta đi coi ca nhạc, người ta đi coi hài, người ta đi coi cái này coi cái kia để chi? Để nó lãng quên bớt đi. Nhưng mà cái cách đó thì nó trở về nó cũng khổ tăng thêm. Nhưng mà nghe pháp thì nó giải tỏa và nó cho mình một phương pháp để mà hóa giải khổ. Đúng không? Thì ông thầy ông nói rằng từ hôm nay thầy cho cô cái máy bấm số. Thấy chưa? Thầy ông dạy, thầy cho cô cái máy bấm số này, và cũng ngay cái máy bấm số này cô mỗi ngày cô niệm cho thầy 6 ngàn hay 10 ngàn gì đó, rồi từ từ cái tâm của cô nó nhớ Phật niệm Phật thì nó quên cái khổ kia. Cô này ban đầu cổ cũng không tin, nó nói niệm Phật xong mà làm gì hết khổ. Ông thầy ông biết được cái tâm cô này chưa tin, ông nói chính thầy đã dùng phương pháp này mà thành công. Thầy đã dùng 10 mấy năm nay vô cùng là hữu hiệu. Mỗi ngày thầy làm bao nhiêu chuyện mà thầy thường cười, thầy thường vui là vì thầy nhớ Phật niệm Phật đó nha. Thấy chưa? Bây giờ bà già này bà nghe mà ông thầy ông nói vậy thì bà nghe rồi. Bà về bà nhớ Phật niệm Phật, bà nhớ thời gian thì bà quên khổ, bà vui. Bà vô bà nói với ông thầy này, con thiệt tình là cảm ơn thầy. Cuộc đời của con mấy chục năm nay nó cứ bèo nhèo như là bèo vậy đó. Như là lục bình, nay trôi chỗ này mai trôi chỗ kia, không có một phương hướng rõ ràng. Nhờ gặp thầy chỉ dạy niệm Phật mà con được vui. Con xin lại thầy ba lại. Do ông thầy nói rằng cô cứ vào lại Phật đi, lại thầy cho thầy chết thầy chi. Làm ra tiền thì đem lợi cúng dường, chứ lại thầy chi cho thầy chết. Thấy chưa? Thì thấy cái cách nói rất là đơn giản quý vị, nhưng mà nó truyền tải một tình độ rất là vui, không nhận không? Cái này gọi là gì? Tịnh độ nhân sinh. Tịnh độ nhân sinh, tịnh độ hiện tiền, tịnh độ nhân sinh, tịnh độ hiện tiền, tịnh độ lộ mặt vui vẻ, chứ không phải là tịnh độ trong tâm thức mỗi ngày ngồi đó để tưởng tượng bằng một cái hư cấu gì ở phương nào. Mà tịnh độ này là đem hiện tiền để mà giới thiệu. Có người niệm Phật thì niệm vui hiện tiền, người hiện tiền nhìn đó mà thích tịnh độ, thấy mình tu vui nên người ta cũng thích vui mà người ta tu. Thật sự mà nói trong cuộc đời này ai không thích vui? Giờ hỏi người trong đây không, ai thích vui đưa tay coi. Nó thấy chưa? Có ai thích cười đâu, cười thử coi. Thấy không quý vị coi đó?
Vui và cười thì ai cũng thích, đúng quý vị? Như vậy thì cái người niệm Phật vui và cười là một phương pháp để chúng ta truyền tải cái pháp niệm Phật này đi đến nhiều nơi, nhiều chỗ. Một lời nói thôi, cách truyền tải nó đột phá tận hư không, nơi nơi người người đều tiếp nhận được. Ai tu sẽ có niềm vui, chính mình tu có niềm vui mà. Nên quý vị thấy lên nói chuyện, thấy là tự nhiên nói chuyện chút là mặt càng ngày càng hồng lên. Phương pháp mà giúp cho máu huyết lưu thông đặc biệt là phương pháp gì? Vui vẻ. Quý vị phải nhớ rằng khi bị vui vẻ đó là cái niềm vui nó dẫn máu quý vị để mà bơm khắp nơi nơi cơ thể được điều đặn. Mà đặc biệt nhất là não quý vị cần máu lưu thông ổn định. Nếu như mà não này mà thiếu máu thì tức khắc là cái não này bị đơ. Thì biết vì sao mà những đức lúc nào cũng vui không? Vì máu não những đức nó đầy đủ. Đúng chưa? Nên từ đó đó mà cái đặc biệt là cái niềm vui là cái rất là quan trọng. Cái mấy sư cô miền ngoài vô đây đẩy bà Túc ra sau lưng, sau hàng ngồi thế đúng là tội nghiệp ghê. Không, chi lâu lâu vô lần mà đưa ngồi mặt tiền được chơi một chút cũng vui. Ngồi tuốt sau hè, còn mấy ông già thì tuốt cánh gà phía sau luôn, đau khổ thiệt. Cho ông ra đây ông ngồi đại đi, ngồi chơi cho vui, đúng không? Nó mấy người sắp chỗ ngồi, tôi nói thiệt chứ, sắp dễ thương ghê. Mà tôi tin rằng là mấy cái người này cũng ngày xưa nè, cũng sắp người ta cái chỗ ngồi vậy nè. Nên đời này người ta sắp tuốt sau lưng là phải. Đúng không? Nó mình quan sát quý sư cô đủ quý thầy lâu lâu đến lần, sắp dài ba chỗ ngồi cho quý sư cô quý thầy ngồi mặt tiền đồ được bữa, thấy không? Vui chứ chấp sắp tuốt sau lưng thấy cũng tội nghiệp. Đó là ban sắp xếp phải để ý. Thì thấy tôi ngồi con mắt tôi nó giáo giác chứ, cái giỡn đâu. Con mắt này nè, con mắt này nhìn đi. Thấy không? Cũng con mắt này mà đột phá bao nhiêu trái tim người gơ lệ. Từ từ đó đó mà. Có nhiều cô Phật tử mà cô nói thầy giảng pháp cứ nhìn bên phải hoài, con ngồi bên trái chớ hề. Thầy quay thì nhìn con cái. Nên lúc này những đứa ưa gì nè đó. Tại vì cái bên phải mà nhìn nó quen tay quý vị. Bây giờ đổi tay bên phải ta nhìn bên trái, đúng không? Nên từ nơi đó mà chỉ cái việc mà người ta quý mến mình thôi, nhìn người ta thôi mà người ta đã thấy vui. Không mà quý vị ơi, ví dụ như cái người giảng pháp mà nhìn cái người nghe pháp, người nghe pháp nó không dám ngủ chứ sao. Chứ mình mà quên họ, mình không nhìn họ là họ ngủ á. Nên cái cách chia sẻ Phật pháp mà làm cho người ta tươi tỉnh là một phương pháp hay. Vì tươi tỉnh mới nghe pháp, ngáp mà còn không dám, đừng nói chi mà ngủ. Có cái cô kêu nói là con nói thiệt, con vô con nghe thầy giảng ngáp còn không có cơ hội. Vừa chuẩn bị ngáp thôi là thầy đã làm cho cười, cơ hội đâu mà ngáp. Hiểu chưa? Quý vị nhớ khi quý vị mà cười là hơi quý vị nó không bị ứ, nên không có cửa để ngáp đâu. Còn cái người mà nghe pháp mà nghe chưa vô là họ ưa ngáp. Tại vì sao? Họ ít cười quá nên hơi nó ứ lại. Quý vị để ý đi, khi bị ngáp phải là hơi nó ra không? Là do vậy nó ứ lại nên nó mới ngáp. Nó làm cho quý vị hôn chậm buồn ngủ là bị ứ hơi. Còn cái người mà thông hơi rồi thì làm sao? Họ buồn ngủ được quý vị. Nên cười nhiều là một phương pháp giúp cho máu huyết lưu thông, cơ thể khỏe mạnh, trạng thái tỉnh táo, vui vẻ an lạc. Nào, bây giờ nói thiệt chứ bây giờ mình mà đạo giáo nào, tôn giáo nào
Bây giờ mình học được niềm vui là điều đó là tốt đẹp nhất rồi còn gì. Có cô kia cô gặp với đứa con hỏi, dạ thưa thầy, con là đạo Thiên Chúa, mà con đến con nghe thầy giảng rồi con đi lại Phật, con có bị trừng phạt gì không thầy? Nói ai mà trừng phạt cô, hiểu không? Chỉ có những đức hoặc là cái người nào đó ngoài đời thì trừng phạt cô thôi, chứ vị nào mà trừng phạt cô, Phật Bồ Tát nào đi trừng phạt chúng sanh, rồi Đức Chúa nào mà đi trừng phạt tín đồ. Các ngài đều mong đem cái điều tốt đẹp cho mình, còn các mình mà làm điều không tốt đẹp là chuyện của nhân quả. Mình gieo nhân mình gặt quả thôi, chứ ai trừng phạt mình. Nó rõ ra cái trừng phạt là chính bản thân chúng ta. Gieo nhân nào gặt quả nấy gọi là trừng phạt. Nghe không? Nên cuộc đời chúng ta quý vị ơi, mình học đạo mình thông suốt chỗ này. Mình là người học đạo, vận mệnh mình là chính mình cầm. Không ai cầm vận mệnh giùm mình đâu. Dù người ta có sắp xếp cỡ nào thì vận mệnh của mình vẫn là vận mệnh của mình. Có những người làm cha làm mẹ thương con, sắp xếp cho con, cha mẹ có địa vị, sắp xếp cho con có địa vị, bố trí cho con những chỗ làm, chỗ ngon lành. Nhưng mà đứa con có mấy đứa được ngon lành đâu. Tại vì sao? Vì vận mệnh của nó là như vậy rồi. Nên người làm cha làm mẹ thương con, muốn đặt để cho con một vận mệnh tốt thì phải gieo nhân tốt cho con, thì vận mệnh của con mới tốt. Thấy không? Nên món tài sản lớn nhất mà ông bà cha mẹ tặng trao cho con đó là đạo pháp. Khi học được đạo pháp thì nó quá giải tâm buồn khổ, thì đây mới là món quà lớn nhất ông bà cha mẹ tặng cho con. Nên á, cái người mà Như Đức hướng dẫn á, là cái người thường cười nhiều. Tại vì sao? Một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ. Quý vị uống thuốc bổ cỡ nào cũng bằng cười. Cười là một cách để bổ dưỡng trí não, bổ dưỡng cơ thể, bổ dưỡng nhân sinh, và giúp cho chánh khí chờ đắc được tốt lên. Niềm vui giúp cho chánh khí chờ đắc tốt, làm cho quả địa cầu này giảm tối đa nhiệt độ nóng, làm cho những cái trận bão tố cuồng phong giảm xuống tối đa, làm cho tứ đại không điều hòa nó được điều hòa. Chỉ có một nụ cười thôi đó mà có thể giúp cho mọi người được bình an. Bây giờ ai mà không thích đi đến nơi vui vẻ và có nụ cười. Bây giờ thí dụ như một đứa nhỏ nó vô trong chùa mình, nó ở nhà nó chuyên bấm điện thoại, nó vô trong chùa mình trong vòng chừng 10 ngày, 20 ngày thôi, nếu mà nó nhìn cái sắc diện nó hoàn toàn nó thay đổi, sắc diện đẹp lên liền. Vì nó được tích tụ một nguồn năng lượng đặc biệt tích cực và có nụ cười. Nên người con gái, người nữ, mình cần phải cười nhiều. Tại vì người ta ví người phụ nữ như một loài hoa, mà hoa khoe sắc thì hoa đẹp, chứ mà hoa tàn thì khoe cái gì. Một người nữ mà có đẹp cỡ nào đẹp mà tối ngày cái mặt dù ụ chầm dầm thì ai mà nói là hoa đẹp, ai mà nói người phụ nữ đẹp. Bây giờ cái miệng mình có rộng cỡ nào cười người ta cũng thấy thương, răng mình có súng 2-3 cái cười người ta vẫn thấy thích. Có một sư cô bà cười ra đúng còn một cái răng đưa lên, mà cái răng nhỏ quét dài thòn. Như vậy mà mỗi lần quay đến bà là tự nhiên ai cũng hoan hỷ, mà bà cũng làm nhiều cách để cho người ta cười nữa. Nên mình khi súng răng á, là mỗi lần người ta quay đến mình làm vậy nè, làm cho người ta cười. Chứ mình đừng có nghe, mình đừng có mà, mình đừng có làm vậy nghe. Mỗi lần người ta quay phim đến mình đừng có cái mặt mà mình cứ nghĩ rằng mình xấu gì mà quay chi, bộ chọc quê mình hả? Bảy, người ta đã quay hình ảnh mình là bản thân mình, tự nhiên nở nụ cười vui vẻ liền, để đem cái niềm vui nụ cười đó, cái mặt tươi rói đó, để gỡ đến cho mọi người ai cũng cười theo, để duyên phước của mình tăng lên. Không? Nhớ. Nên cái khổ đau trong cuộc đời này mà bán được á,
mà hóa giải khổ được là mình phải có một phương pháp giúp cho mình vui. Thì khi phương pháp giúp cho mình vui thì quên cái khổ. Bây giờ một con người này âu sầu buồn bã nặng nề, tâm trạng bị chói buộc. Bây giờ nếu mỗi ngày quý vị nghe một cái gì mà bị cười nhiều đi là nó hóa giải cái buồn khổ đó liền. Bây giờ nếu quý vị thích để buồn khổ trong tâm, vì để thử đi rồi bị nặng nề, còn quý vị đến mức quý vị mệt mỏi, quý vị nói quý vị muốn buông ra. Bây giờ con muốn buông ra, muốn buông cái buồn khổ ra, thì quý vị phải nhớ Phật, niệm Phật thì quên khổ. Nhớ Phật, niệm Phật thì buông khổ. Như bản thân Nhân Đức cũng vậy thôi. Mỗi ngày Nhân Đức cười nhiều là nhờ gì? Nhân Đức niệm Phật, nhớ Phật, niệm Phật. Có nhiều người ta gặp Nhân Đức, ta hỏi vậy nè: thầy ơi, thầy nuôi nhiều người gì, thầy không sợ là nó không có gạo ăn rồi sao? Nhân Đức nói: lo cho người ta mà lo gì thì chắc mình chết trước người ta. Mà nó không có gạo ăn thiệt quý vị. Tối ngày cứ lo không có gạo ăn là vì bản thân mình sợ mình không có gạo ăn. Còn mình tin mỗi người ai cũng có phước, thì đã ai cũng có phước thì tức khắc phước nó kết hợp lại. Một miếng phước cộng lại nhiều phước thành đại phước. Mà đại phước thì làm gì không có gạo ăn. Đúng quý vị? Đó. Yên tâm, bữa nay chùa Hộ Pháp bắt đầu gạo nhiều nữa rồi đó. Nhiều nữa đó quý vị. Từ gấp Tết giờ biết bao nhiêu mà nói ăn gạo. Vì mà gạo bữa nay vẫn tăng lên mấy chục tấn. Nghe không? Mà nói vậy đó, cứ cúng thì cứ đem lại cúng đại đi. Nhiều thì mai mốt tặng cho người ta. Nghe không? Chứ định cúng cái nghe nói vậy cái nghĩ cúng ngộ đi. Mà có cách để làm liền, đó là định cúng gạo là mình có nhiêu tiền mình sẽ mua gạo. Nhưng mà nghe thầy nói gạo nhiều quá, mình quy ra tiền, mình gỡ tiền cho thầy. Đúng không? Chứ mà dự định cúng ấy, mà không cúng ấy, là cái tâm đó nó gạt mình đó nghe. Mình đã đánh mất cái tâm cúng dường rồi đó. Không có làm gì được nghe không? Nên á, cái tâm mình đã nói cúng rồi là phải cúng. Không cúng gạo thì cúng tiền, còn không cúng tiền thì cúng cái khác. Phải đem tiền nó mua cho bà cho hết để mà cúng. Nó phải vậy đó. Đúng không? Mấy cô mình trong chùa phục vụ đại chúng quanh năm thấy thương. Những đức nói gì chứ thương mấy nữ lắm á nghe quý vị. Tính kỳ, xưa giờ thương người nữ. Chắc mình ngày xưa làm bạn người nữ đông quá hay sao? Sợ những đời trước mình làm vua. Đây chắc là cung tặng mỹ nữ mà đây đó. Rồi sau này giác ngộ Phật Pháp, đi tu. Rồi khi đi tu xong rồi mới trở về hoàng cung phát nguyện. Một đời kiếp nào khi tôi đi tu thì quý vị đi theo tôi, mấy bà này chắc cũng phát nguyện theo. Bây giờ gặp nhau trong cuộc đời này để cùng hướng đến một cái đạo pháp tu hành, hỗ trợ giúp đỡ nhau. Nên họ quanh năm suốt tháng trong chùa không đi đâu chứ. Nên những đứa thấy mà có những cái nón mà nó tròn tròn mà trên mà nó có giống như lông lá, giống như cái nón người Mông Cổ phải không? Nó tròn tròn thôi mà trên nó có lông trắng á. Nón nó đẹp. Nón nó đội lâu lâu quá trang cho mấy cô mình cũng đẹp nghe.
đẹp á, thấy không? Kệ người ta trong chùa người ta tu không mà, mà vui với phục vụ các cụ được. Chứ bây giờ nó buồn bản thân nó lo chưa xong nó đừng nói chi phục vụ mấy bà cụ, tôi giết mấy bà già chứ. Hiểu không? Mấy bà cụ tội nghiệp, bà ngồi phía sau kìa, cái đội xe tăng ngồi phía sau, nghe chẳng cái hàng chứng giữa, thấy chưa? Ngồi chứng giữa, ngồi đội xe tăng. Mà mình lo cho mấy cô vui vẻ thì nó mới phục vụ mấy bà già vui vẻ. Chứ nó mà buồn thì nó ngắt nhéo mấy bà già, bầm mình bầm mẩy, chết mồ luôn. Thân già rồi chuỗi lũi hết mà nó còn nhéo là chết mồ. Hiểu không? Nó nên nè, thương mấy cô rồi để mấy cô thương mấy bà già. Đúng không? Đúng không? Ừ. Nên đây là cái chúng trong chùa không, vậy thấy ai cũng an lạc vui vẻ, quanh năm không đi đâu, không xài điện thoại, không giữ tiền trong túi, không đi ra khỏi ngoài đường, không không ra khỏi cổng chùa luôn, không ra khỏi cổng chùa luôn, mà mặt ai cũng tươi rói, bị nhìn thấy rõ ràng không, sáng sủa. Nên cái buổi chia sẻ Phật pháp của những đức á, cho họ bằng đồ bình thường thôi, khỏi bằng áo chàng cho nó gọn. Chứ tu thì bằng áo chàng đàng hoàng. Quý vị biết cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn nhân sinh, cái pháp môn á, mà tam căn phổ độ phàm thánh tề thâu, cái pháp môn mà rất phù hợp trong thời mạt pháp. Quý vị coi cái thời mạt pháp này, con người ta nó bận bịu lo âu, bận tâm phiền não, mà mình tu sao mà mình thể hiện mình vui vẻ, mình an lạc gì thì nó thu hút người ta tu pháp môn tịnh độ. Vì coi ngày chủ nhật mà chùa mình mà mấy ngàn người người ta về người ta tu mà từng nào cũng năm rấp như vậy. Những đức nó đang đặt cái khăn khác, cái khăn này nó có con công đẹp, đừng có nói nữa. Sao mua bao nhiêu tặng cũng thiếu, của chủ nhật cũng thiếu nữa. Chiến này mua 10.000 cái thì có thiếu không? Không, mình đến với cuộc đời này quý vị, đồng tiền mình có được giải hết đi, tu phước tu duyên hết đi, không để nè, để làm chi? Mình đi đến đây mình cầm phước duyên, mình đi đến cái quốc độ nào cũng đặc biệt. Tại sao mà pháp tạng tỳ kheo là Phật A Di Đà mà duyên phước dày dữ vậy? Được 10 phương chư Phật tán thán. Vì đọc cuốn kinh Vô Lượng Thọ mà cái chương thứ 4 hay gì đó, nhân địa tu hành của pháp tạng tỳ kheo, vì sẽ hiểu cái nhân địa ngày tu sao mà cái quả địa ngày thù thắng dữ vậy. Mình là đệ tử Phật A Di Đà thì mình phải nhân địa mình phải tu làm sao. Nãy có cái cô đó, cô đem lên mấy cái lọ thuốc, mà cơ thể con người thì có những khi, có những người nó cũng bị hôi cánh quý vị. Mà cái hôi cánh nó cũng làm cho mình mất sự tự tin, chỉ đến gần ai cũng thấy ớt. Nên á, những đức đang nghiên cứu ra một loại thuốc mà chỉ cần sức vô cái cánh 3 lần là không nghe mùi cánh nữa. Không phải đơn giản nha, quá đặc biệt. Xong những đức á, kêu cái cô đó cô làm giùm một số nhiều, xong phân ra bọc nhỏ để tặng cho Phật tử nào mà đi đến chùa tu mà bị hôi cánh, để bà đi lại chùa bà tu giết rồi cánh bà không còn hôi, để cho chồng bà thương bà nhiều, gia đình bà hạnh phúc. Thấy không? Quý vị ơi, cái gì mình cũng nghĩ gì người ta vậy thì cuộc đời mình vui chứ sao quý vị? Vì hỏi, ủa tại sao mà thầy thường vui? Tại vì tôi nghĩ gì người ta nhiều hơn thì tự nhiên tôi vui. Nếu như quý vị thường nghĩ gì người ta lại bị vui,
Vậy thì Phật, hành động của Phật là sao? Phật luôn luôn nghĩ về chúng sanh. Chúng ta học Phật, chúng ta hãy tập nghĩ nhiều việc cho chúng sanh, tỉ mỉ từng chút nghĩ cho chúng sanh, thì tự nhiên mình an lạc tâm. An lạc tâm liền chứ sao? Lây quay lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm đến này, năm nay cái chuyến lễ viếng Âm này đông dữ lắm. Bây giờ mà đòn mà hi hi hi, rầm 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 kéo đi hai ngày nhưng mà dữ dằn lắm. Vì 50.000 cái máy niệm Phật đợt này, cái máy này nó xịn, nó xịn đừng có nói, nó bị ô. Bây giờ nhà chùa đang bố trí, vì biết rằng đó nghe, đang mua mấy chục ngàn tấm niệm lại Quan Âm thêm nè. Mà quý vị có niệm phải cầm theo, coi chừng không có dẫn, dẫn thiếu đó. Rồi á, chuẩn bị mua, mua mũ mà chải dưới đất á, chuẩn bị mua dữ lắm. Rồi á, báo cho anh Châu á, là chuẩn bị 14 cái màn LED, 14 cái màn LED. Đây là một chương trình mà nó rõ, nó thật sự chứ. Một chương trình lễ viếng Quan Âm quá lớn, nên chuẩn bị dữ dằn lắm, để cho Phật tử mà khắp nơi nơi về tới dự lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm. Hai ngày, mỗi cái thời buổi trưa mà lúc 8:30, khi Như Đức nói chuyện xong, năm nay là ca sĩ về hát quá đông. Có nhiều ca sĩ lạ, ca sĩ lạ mà không biết tên gì. Quý vị coi một cái chương trình mà tổ chức mà nó kết hợp một ngày 4 thờ tu, có thay đổi chương trình là có ca sĩ hát, để cho bà con khắp nơi nơi ở các tỉnh thành về, vừa có tu, vừa nghe pháp, vừa có ca sĩ hát, vừa lại Bồ Tát Quán Thế Âm, vừa phóng sanh, vừa cúng tế thực, gọi là cầu an cầu siêu cho gia đạo. Cái chương trình này mà nói thiệt nghe, ai mà nói mà không đi là người này là bị giống như bị thiệt thòi, cực kỳ thiệt thòi. Một cái chương trình, một chương trình này mà có khi đi lỡ dự một lần thôi, có khi về rất nhiều người, các vị họ nói họ dự lễ với Quan Âm với lễ với Đà, họ về họ thay đổi cái gia đạo của họ, nó kỳ cục. Quý vị thêm lại thắp mấy cây nhang trước khi đi, thắp mấy cây nhang ở bàn thờ Cửu Quyền, đứng ngay bàn thờ Cửu Quyền, nguyện Nam Mô A Di Đà Phật. Chuẩn bị đi đến chùa của Hòa Thượng xây, nhưng thầy Nhân Đức hướng dẫn tu. Người ta về tu tập đông dữ lắm, nên cụ quyền thắt tổ bên nội bên ngoại, ông cố ông sơ ông sợ ông sợ chí chét gì đó. Hương linh khu vực này, thổ địa thằng Hoàng khu vực này thích đi, đi chung luôn. Mà thổ địa thằng Hoàng thì bay đến, thấy không? Là ở đây giữ cái chương trình này, chương trình này nó quá lớn, nghe pháp tu tập, cái công đức thù thắng dẫn ta đi theo. Có khi cụ quyền thất tổ đi đến đây một cái dự chương trình hai ngày, được Phật Di Đà rước như Cực Lạc luôn, đúng không? Rồi hương linh thai nhi, mấy người mà mang nghiệp phá thai lỡ dự hai ngày chương trình này, như nó cũng như thực rầm rầm, giải rầm rầm luôn mà. Bị coi giải cái này mà làm sao mà không Phật rước được. Gia trì chú thật diệu dạ đa liền cái đó, vì nghĩ sao? Rồi lúc cúng xong mà niệm Phật, mà bao nhiêu con người niệm Phật lên thì hương linh niệm theo, cái tâm buông xuống hận thù niệm theo, thì Phật A Di Đà ngày phóng quang, ngày chùm xuống, ngày rước bay về Cực Lạc hết. Ta
là chúc mày an lạc mày ơi. Quyết tâm niệm Phật đời này về cực lạc gặp quý vị ơi. Chúng ta cười cái coi. Ha ha ha. Rồi chúng ta cho tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.